báo nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin của kênh báo nói. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Kẻ giết người yêu ở Sài Gòn, tự tử 4 lần không chết. Nhiều chàng trai hám của lạ, mắc lừa nữ chính ít. Bình Dương, cướp giật gặp phải cảnh sát hình sự, hiệp sĩ. Quảng Nam, nước lũ nhấn chìm nhiều tuyến đường phố cổ Hội An. Sau đây là nội dung chi tiết về vụ việc kẻ giết người yêu ở Sài Gòn tự tử 4 lần không chết. Bị người yêu chia tay, Thái đón xe từ quê vào quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, sát hại cô rồi tự tử 4 lần đều bất thành. Ngày 3 tháng 11, công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thái, 29 tuổi, ngụ Quảng Ngãi về hành vi giết người anh ta thừa nhận đã sát hại người yêu cùng quê tên Ngân, 24 tuổi, gần nửa năm trước trong tiệm thuốc tây ở quận 12. Khi điều tra vụ án, cảnh sát tìm thấy tại hiện trường nhiều chất diệt cỏ, các đoạn dây điện đứt vương vải chiếc quần dài nam và chứng minh nhân dân của Thái. Tại cơ quan điều tra, Thái khai làm nghề bán dạo cá cảnh, yêu chị Ngân được khoảng 3 năm, nhiều lần anh ta muốn tiến đến hôn nhân nhưng bạn gái không đồng ý vì chưa có công việc ổn định. Sau đó, chị Ngân vào Sài Gòn, mở tiệm thuốc Tây ở phường Hiệp Thành, quận 12 và sống cùng anh ruột. Giữa tháng 5, Thái thấy bạn gái không còn mặn nồng, có ý định chia tay nên quyết tâm làm cho rõ. Anh ta mua thuốc di cỏ, dao, đón xe vào Sài Gòn với ý định nếu kéo người yêu. Nếu không được, sẽ giết chị Ngân rồi tự tử. Trưa ngày 22 tháng 5, Thái tìm đến nhà thuốc, nhiều lần gặn hỏi Ngân lý do chia tay, nhưng cô chỉ im lặng. Hắn tức giận, uống một phần chai thuốc diệt cỏ rồi vật người yêu xuống, đổ chai thuốc vào miệng. Nạn nhân vùng vẫy kháng cự, Thái bóp cổ cho đến khi tử vong, anh ta cũng bị ngấm thuốc, ngất liệm. Hơn 2 tiếng sau tỉnh dậy, Thái lấy dây điện cắm vào ổ, đầu còn lại chích vào thân thể, nhưng ổ cắm này không có điện. Tiếp đó, anh ta lấy dây điện quàng vào cầu thang để treo cổ nhưng hết lần này đến lần khác dây đều bị đứt Thái tìm phần thuốc diệt cỏ còn lại uống nhưng lại nôn hết bất tỉnh đến chiều hắn bỏ ý định tự tử chạy ra quốc lộ 1A ngủ vật vờ đến sáng hôm sau đón xe về quê thuê phòng trọ không dám về nhà thấy Thái liên tục ói do ảnh hưởng của thuốc diệt cỏ chủ nhà trọ đưa anh ta đi cấp cứu khi khỏe lại hắn đón xe vào thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh gan. Gần 6 tháng sau khi gây án, anh ta được gia đình khuyên ra đầu thú. Chuyển sang thông tin thứ hai, nhiều chàng trai hám của lạ mắc lừa nữ chính ít. Dùng ảnh gợi cảm cùng những lời mời gọi mây mưa tung lên mạng, tâm khiến nhiều thanh niên mắc lừa, quan hệ tình dục xong, cô gái lấy cắp tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn. Thiếu tá Nguyễn Thanh Sơn, đội phó đội cảnh sát hành sự, công an thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam cho biết cuối tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam 2 tháng với Trần Thị Tâm, 19 tuổi, trú xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo lời cảnh sát, Tâm là con nhà khá giả nên được nuông chiều từ nhỏ, hết lớp 9, thiếu nữ bỏ học đi bụi, lang bạc khắp nơi. Dù thân hình không đẹp, nhưng cô gái này được cho là có biệt tài dụ những chàng trai ham của lạ. Tâm thường xuyên lên mạng xã hội với nickname Nguyễn Hoàng Ngọc Trinh để kết bạn và làm quen với người khác giới. Mục đích của cô ta là tìm cách tiếp cận để trộm cắp tài sản, bán lấy tiền tiêu xài. Đây là hình thức không phải mới nhưng vẫn rất nhiều người bị lừa, Thiếu tá Sơn nói. Để thực hiện hành vi, Tâm chụp các bức ảnh sexy của mình rồi dùng Photoshop chỉnh sửa cho đẹp, sau đó đăng lên mạng xã hội. Bên dưới các bức ảnh, cô gái buông những lời mời gọi mây mưa để câu khách. Với chiêu thức trên, cô gái 19 tuổi đã khiến Bình, 23 tuổi, trú xã Thanh Thủy, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, say nắng. Ngày 30 tháng 9, Tâm nhắn tin cho nam thanh niên này với nội dung muốn tìm nơi tâm sự vì ở chung với bạn gái khác, khác nên cô không thể đưa bạn trai về phòng mình. Qua lời gợi ý chân thành của cô bạn mới quen, Bình đưa Tâm đến một nhà nghỉ thuộc phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn. Sau khi quan hệ tình dục, Bình lăn ra ngủ. Lợi dụng cơ hội trên, cô gái chính ít lục lấy điện thoại cùng xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn. Tâm dùng xe máy của nạn nhân đi vào Quảng Ngãi xin việc ở một quán karaoke. Thức giấc, Bình mới biết mình bị lừa nhưng vì sợ ảnh hưởng đến danh dự nên anh ta không trình báo cơ quan chức năng, một điều tra viên cho hay. Sau vụ việc, Bình lập nhiều nick ảo để kết bạn với Tâm nhằm dò la địa chỉ cô ta đang lẫn trốn. Ngày 18 tháng 10, cô gái này tưởng gặp được con mồi mới nên hẹn người trò chuyện với mình đến Quảng Ngãi để tâm sự. Có được thông tin, Bình báo cho công an thị xã Điện Bàn truy bắt. Tại cơ quan công an, Tâm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cô gái nói số tiền lừa bình lên đến gần 50 triệu. Bằng kinh nghiệm, chúng tôi nhận định đây không phải là lần đầu Tâm sử dụng chiêu trò này để phạm tội nên tiếp tục đấu tranh. Một điều tra viên kể. Biết không thể chối tội, cô gái 19 tuổi đã khai thực hiện trót lọt nhiều vụ khác bằng hình thức tương tự. Theo lời Tâm, cô từng gây ra một vụ trộm cắp tài sản ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bị công an huyện thăng bình khởi tố và phát lệnh truy nã tâm bỏ trốn vào huyện cờ đỏ thành phố cần thơ tại đây cô gái quê quảng nam lại dùng chiêu trò tương tự để gây án nên tiếp tục gánh thêm lệnh truy nã của cơ quan chức năng sở tại đang bị truy nã nhưng tâm vẫn liều lĩnh phạm tội cô ta dùng xe máy lấy cắp được của anh bình để làm phương tiện gây án và nhiều lần vi phạm giao thông thiếu tá sơn cho biết lãnh đạo xã tiên lãnh cung cấp tâm không có nơi cư trú rõ ràng. Đã nhiều năm nay, cô gái bỏ nhà sống lang thang và chuyên trộm cắp để sống qua ngày. Về gia cảnh, mẹ của Tâm đã lấy chồng khác và sinh em bé. Có lẽ vì là con riêng nên Tâm được mẹ nuông chiều hơn nên mới hư hỏng. Cũng có thể vì hoàn cảnh gia đình như vậy mà cháu xin chuyện. Đại diện lãnh đạo xã Tiên Lãnh nhận định. Kế tiếp là thông tin về vụ việc cướp giật gặp phải cảnh sát hình sự hiệp sĩ ở tỉnh Bình Dương. Chiều ngày 2 tháng 11, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự 5 nghi can trong một băng nhóm để điều tra về hành vi cướp giật. Các nghi can bao gồm Hồ Văn Hảo, Trần Văn Tài cùng 19 tuổi, ngụ ở Cà Mau, Ngô Minh Phương 15 tuổi, Ngô Văn Tài 24 tuổi, cùng ngụ Bình Dương và Phan Văn Giào 17 tuổi, ngụ ở An Giang. Băng nhóm này do Hảo vừa chấp thành xong án phạt tù về tội hiếp dâm ra tù vào tháng 9 năm 2016 cầm đầu và tất cả nghi can đều nghiện ma túy đá. Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 1 tháng 11, bà Lê Thị Bình, 41 tuổi, ngủ ở Bình Dương, đi xe máy trên đường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu 1, thì bị hảo điều khiển xe máy chở tài, ép xe, cướp giật chiếc giỏ sách, bên trong có 8 triệu đồng, một điện thoại di động. Ngay lúc này, lực lượng cảnh sát hình sự công an thủ dầu 1 cùng các thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm Phú Hòa Phú Lợi đang đi tuần tra ngang đã tổ chức truy đuổi khoảng trên 1 km đã bắt được Hảo và Tài. Qua điều tra, truy xét, công an bắt tiếp phương Tài và Giào là những nghi can giúp sức có nhiệm vụ ngăn cản những người truy đuổi khi đồng bọn cướp giật được. Các nghi can khai nhận trong thời gian gần đây đã thực hiện 6 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tại Quảng Nam, nước lũ nhấn chìm nhiều tuyến đường phố cổ Hội An. Đến chiều tối ngày 2 tháng 11, lũ về khiến nước sông Hoài dâng cao, nhấn chìm nhiều tuyến đường phố cổ Hội An ở Quảng Nam. Việc buôn bán của người dân bị đảo lộn, trong khi khách Tây lại thích thú loại nước. Ghi nhận của phóng viên từ trưa ngày 2 tháng 11, nước sông Hoài dâng cao làm ngập nhiều tuyến phố cổ ven sông ở thành phố Hội An. Tại đường Bạch Đằng, con đường chạy dọc sông Hoài, nhiều chỗ ngập cao gần nửa mét, mất mé nhà dân trên đường. Việc đi lại qua khu vực này rất khó khăn. Chính quyền thành phố Hội An cũng đăng loa thông báo khuyến cáo các du lịch hạn chế đến những đoạn đường bị ngập. Từ trưa ngày 2 tháng 11, ngành chức năng Hội An cũng đã cấm tàu thuyền hoạt động khai thác du lịch trên địa bàn. Nước ngập tuyến đường khiến công việc kinh doanh của một số hộ gặp khó khăn. Theo chị Nguyễn Thị Hồng, hộ kinh doanh trên đường Bạch Đằng, bình thường khách đông, giờ nước ngập đường, khách du lịch đến giảm hẳn. Buôn bán ế ẩm lại nhận được thông tin một số thủy điện xả lũ có nguy cơ ngập sâu. Cuối giờ chiều ngày 2 tháng 11, nhiều cửa hàng đã đóng quán, di chuyển hàng hóa đi nơi khác. Tuy nhiên, nhiều khách du lịch tỏ ra hào hứng ngắm lục và lội nước không ít khách tay tranh thủ chụp hình kỷ niệm lần đầu tiên được chứng kiến cảnh lũ lụt trên hành trình du lịch. Nhiều khách du lịch tỏ ra đồng cảm, chia sẻ với tình cảnh lũ lụt gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân cũng như việc bảo tồn các di tích ở phố cổ và các tỉnh miền Trung nói chung. Đợt trước ở nước Pháp cũng bị lũ lụt, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi. Hy vọng nước sẽ rút để không ảnh hưởng đến người dân Việt Nam, bà Margaret, du khách người Pháp, chia sẻ đồng bào miền Trung vẫn đang từng ngày chống chọi với lũ lụt. Hy vọng rằng chính quyền địa phương cũng có những hình thức hỗ trợ tốt nhất để tránh thiệt hại ít nhất về người và của. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngắn của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh báo nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại.